Đây con này với dã man này xung đây. Trời ơi mọi người nhìn trông. Ui giời này. Ui. Nó mổ nhau, nó mổ nhau. Nó cắn. Phải ghê chưa? Ui cái kiện gớm đấy. Ôi, cẩn thận kìa. Mấy con đó đang nhìn nhau cắn nhau. Này, làm một que. Ui trời. Ui, chụp cái rồi, quá rồi. Vừa thấy có con gì thì con ấy nó chạy vào trong đây mà chạy nhanh phết nhỉ. Ôi đâu nhỉ, đi đâu ấy, không có nhà đây đấy. Hai con đấy nó chạy vẹo vào trong đây đó, có khi ông túm rồi, vẹo được rồi. Vừa con đấy như con tróc đây nhỉ, tróc hay con cày ấy. Ở đâu ấy? Sư phụ ơi, ở đâu đây? Bắt đầu sóc cái cày rồi đó. Bắt đầu sóc cái cày à, vừa thấy có con đó. Chạy ngoài kia mà mấy anh em đuổi không kịp. Vừa em đuổi nè. Sóc cái con gì ấy? Cái gì á? Chui đây nè. Túm luôn. Ui. Bỡ. Kìa. Ui rắn. Rắn. Mấy con đấy, là một con không? Mấy con cơ? Mấy con. Ui, vứt cái trúc ổ đó, trúc ổ đó. Vứt cái này. Đã chơi trong gốc cây mục rồi đó. Trúc ổ đó. Cái xoan. Xoan. Ui. Tưởng ông túm được sóc cơ. Sóc đéo. Vừa mấy em đang đuổi con kia mà. Mục hết rồi. Ui. Hai con. Ui. Mấy con đấy, nhiều thế. Ui, nhiều thế. Ui, trời. Ui giời ơi. Khoát. Ui, con này nó chơi ác chưa? Mấy con nhưng mà một con đâu. Ui, trọng đi nữa này. Trong. Ui, ok, cái anh ấy. Ui. Con này chưa ra thú rồi. Chết ra thằng đại lấy cái túi đây. Chừng ra bắt luôn. Ui, con này trắng thế. Ui, con này to nhất à này. Ui, rồi, cắn luôn. Ui, ui, dễ chưa? Để tao vứt ta lại cho lên kia. Anh cho lên đây nha. Cứ cho đây. Ui lắm lắm. À. Ui. Rồi. À. Wow. Ui giời, trông cái lưng vừa này bỏ đây. Ui giời. Wow. Ui. Ui. Ui con này trắng tinh à. Yêu ơi. Ui giời. Ui giời. Bỏ luôn. Không làm gì cũng bỏ. Đấy. Ui giời. À. Ui này. Đã con này đang chuyển đi này. Ui, con đấy ạ. Ê, ui, con này luôn. Ui, rồi luôn, cẩn thận. Quá. Đấy. Ui. Này. Okay. Ui, con này nó lửng hết lên này. Đấy. Dạ mà. À. Rồi, bỏ liên tục. Ui. Đã cẩn thận đã. Ui, nó mổ nhau kìa. Lôi con kia lại. Ui, toàn loại này thôi. Ui, nó thấu này. Cắm thế. Đúng lứa rồi. Rồi. Ui trời. Sợ. Đâu mày vứt quần em ạ. Quần. Tại đấy nhá. Ui trời, trông kìa. Ui trời ơi. Ui trời ơi, mọi người thích cảnh tượng kinh chưa? Ui trời. Cái mổ này. Ai. Dư. Ui trời. Thế này. Đấy. Thấy cái cảnh tượng nào rắn gớm như thế này. Ui Ê, ông ơi. Hết rồi em ơi. Hết chứ? Hết rồi. Ui, nó đuổi theo anh Thành kia. Anh Thành đi quay cái nó đuổi theo. Nó mổ. Mày cả hổ mang được khó tháo hơn cân rưỡi thôi. Tháo rồi. Ui giời, một bay. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Lao lại luôn. Một bay luôn.
Kinh nhỉ. Con kia lại. Được rồi. Đấy. Này. Chạy đâu hết đứa ấy. Đây là 8 con này. 8 con. Ui con này nó khoanh nó cũng được. Không cầm được nuôi nó đến đưa. Anh Thành cả. Con này này. Đây. Ui giời. Con này nó múc cũng đây. Ui. Ôi giời. Ui con này nó cuộn khoanh này. Con này nó cuộn khoanh này. Này con này với dã ba này sư phụ này. Ui mọi người nhìn trông. Ui giời này. Có mổ nhau, nó mổ nhau. Ui, nó cắn. Con này ghê chưa? Ui, con kia gớm đấy. Ghê nè. Con não, ui, nó gì ạ? Mày. Con chết đó. Có chuyện đó rồi, có chuyện đó. Con chết đó. Kinh nhỉ? Sao cái hổ mang này nó lại gớm thế này? Ta ra cũng. À, ok. Đây là kiểu nó vỡ tổ đấy, sư phụ. Đọc vào vỡ tổ đấy. Kinh. Ôi, cẩn thận, cẩn thận kìa. Mấy con nó đang gì đâu, cắn nhau. Này, làm một que. Ui, trời. Có hơn chục cân rồi, có nó. Ui, con nào nó rừng gớm này. Lấy, mổ luôn này. Kinh của con người thấy chưa. Này, con này nó nhìn anh nhé. Nó quay đầu kìa. Ui, con này nó cuộn quanh. Ui kinh loại rất dữ. Ui giời ơi, ui giời ơi, cứt được con tiền. Có tiền rồi đấy, có tiền rồi mọi người. Ui lại, ui rồi lại. Mọi người nhìn này. Cái tiệm hổ mang này. Hổ rắn luôn này. Ui giời. Con này rất ghê nhé. Con này lăng nhằng rồi, rồi đớp ngay. Con này quay đầu rồi. Ui. Con này lúc nào cũng cuộn khoanh nhé, sư phụ nhé. Con này lúc nào cũng cuộn khoanh nhé. Đây là gì đây? Ây da, ui hai con nó sắp xong nó đớp này. Ui. 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 Mọi người nhìn thấy chưa? À. Kinh. Anh Thành muốn lắc lư cho nó. Đấy, Thành mày thử ấn đầu đấy xem nào. Ê. Đây là 4 con này mọi người này. Bốn con này rất là dữ. Ấy, wow. Ấy. Wow. Nó quá thét được kia rồi. Ấy, là. Con này nó ngọc cao này. Con này cao nhỉ. Bé bé hơn mà lại ngọc. Ủa, ấy, đúng rồi, con này cũng đọc rồi đấy. Hình như Puro cao này đó. Chưa. À, mọi người thấy chưa? Sợ nhỉ. À. Oh, thôi. Được luôn. Kìa. Nó phun màu cam rồi nhỉ. Ừ. Nó dẹp rồi nhỉ. Không. Đấy mọi người nhìn này. Đây là bắt vào bớt rồi đấy mọi người nhá. Mày. Ôi lắc đi lắc lên. Trông đẹp nhỉ. À, bố con mọi người nhìn này. Lúc nào cũng cuộn vòng tròn. Nó cứ lắc đưa. Con này có khi con tướng này. Lúc nào cũng cuộn vòng tròn luôn. Con nào con tá. Con này chắc mấy con tá đây. Tá. Ui. Ấy. Đi vào nước. Đớp liên tục. Sợ nhỉ. À, nó không chế đi. Mổ lại uống thuốc rồi đéo rồi. Ê. Mọi người nhìn thấy những con rắn nó dữ này chứ. Ôi. Anh hôn đi. Còn đấy nó dữ nhỉ. Nụ hôn của gió này. Ui, ui à. Nó phun. Phun luôn. Nó để ăn nó rồi đây. Ui. Con này nó liên táo rồi đớp này. Lắc được. Ui. Ui. Kinh hoạt đớp của nó. Kinh. Này, nó cứ đơn giản ngay thôi. Kinh. À, ui. Ui, là nhất là con này. Ui dồi. Ui dồi.
mắt nó về đầu kia. Anh em đang đi đuổi sóc ở kia lại cái vớ ổ này. Con này nó trắng trắng kiểu gì ấy nhỉ? Lấy con ấn lên nó và con này khỏe quá. Lấy đuôi ra thôi. Ôi trời. Nó bị cắn cho. Ôi. Lấy nó để ăn nó. Con này cực kỳ ghê luôn. Nhanh thật. Đấy mọi người đây. Buổi sáng nay là ba thầy trò đi đã kiếm được 8 con này mọi người nhé. 8 con này chia kiểu gì anh? Hả? 8 con chia 3 kiểu gì? Thôi anh cố bắt hết con để chia với thằng 3 con. Ừ, cố thêm con nữa rồi cho dễ chia. Những cái loại này nó rất là... Ui dồi. Ui đeo luôn nhỉ? Đớp luôn. Sợ gì? Loại này nó cao với chất thôi bộ. Loại nó giữ cái này nó cao với chất lượng. Cao với chất. Nhưng mà cái con này nó vàng kinh khủng nhỉ? Con này vàng nhỉ? Vàng chóe nhỉ? Con này... kiểu con tướng sợ nhỉ. Túi này không làm được. Thôi đi đi, cho vào túi đi, cho túi đi xong rồi anh em mình đi tiếp đi, kiếm thêm ít nữa. Cầm sát lên cổ kia, nó ngoái được đầu lại đấy. Cầm sát vào cổ, cố thêm con nữa để cho dễ chia. Sao nó không có 9 con nhỉ? Bật tướng này bật cuối. Anh em cố gắng. Bật tướng bật cuối à? Lấy cái móc kia, móc của mình nha. Ờ. Úi giời, nó phì. Úi giời. Chào anh này. Rất là dữ nhưng mà phì nhé. Rất là hung dữ. Con này để em bắt chúa. Con này đẹp đấy, con này nuôi liệu nó có ra màu trắng không? À, hay là mình để mẹ lại con này nuôi cho ra màu trắng. Con này ra đấy, đây này anh đây. Bên này em nhìn lên nó màu trắng này này. Đã lột xác đấy nè. Đây nè. Bạch lỗ. Úi giời. Đấy, cái giày của mình nó rất là dày nhé. Úi giày, à. Hôm nay ông đeo giày mới, cả lão ông thấy cả kinh chậm. Đấy, giày này là chó tha không bị rách, rắn cắn không bị gì. Đấy, mọi người là. Đấy, mọi người thấy nó cắn chưa? Cắn nó mũi giày chưa? Úi giời, kinh chậm. Nó cắn xong nó còn dày kinh chậm. Đấy, đấy, mọi người thấy lọc này. Lọc có phun này. Ấy, thấy chưa? À, con bên kia vừa nó phun bên trong bên này này. Đấy, tiếp tục. Thôi cho nó ra con này vào đi. Con này mặt trăng đẹp. Đấy, đấy nó mặt như mặt. Hay à, mặt nó hay thật. Cho nó vào đây mấy thằng toàn. Úi giời, được. Ấy. À ha. Ấy mọi người thì ba thầy trò đi đã kiếm được một túi rồi. Bây giờ tiếp tục đi để kiếm thêm tí nữa xem là kiểm tra lốt cái đấy còn không. nó ẩn trong cái gốc mục này. Đây, này cũng có cái mẫu rất sâu luôn. Móc cái này. Không có gì. Không có và lấy được. Tắc tắc. Thì nó có cái hốc này nó rất lý tưởng cho rắn nó nằm. Cố gắng xem con nữa không hay là nó dễ chia. Đây, đây. Cho nó dễ chia đấy mọi người ạ. Con này nó tính để cho nó dễ chia đấy. Cảm ơn. Không đâu con, vì con gửi cái này là bên Viettel của nhà nước mà.
Vâng, nên là không cần gì. Vâng, vâng. Thế anh em vẫn đang đi làm. Ui, con nó phun. Cẩn thận nhá. Ui, nó phun phát vào tay luôn này. Ui, ướt dưới tay này mọi người. Vâng, vâng, con cảm ơn con. Ui, nó phun rất là sâu luôn. Trên phủ cách bóc nó ra. Đây này, em lấy này cho anh. Vâng, vâng, vâng ạ, vâng ạ. Đấy, anh bóc luôn á. Đấy, em bóc luôn á. Vâng, vâng, con cảm ơn. Ui, dạ, khổn thế. Đấy, chú xấu thế nhỉ. Chú ghé trong đây, ghê thật. Đấy, thêm tí nữa, vào thêm tí nữa. Nó vào cái kéo một cái đúng không? Rồi, ra rồi. Ra chưa? Đâu. Vừa nó phun phát chất lọc vào tay. Không anh ơi, ở rễ cây. Ok, trong rễ luôn. Đây đây này, nó thò ra này. Đây rồi. Em đây rồi. Đây không. Ôi, lại phụt rồi. Thế là đủ mỗi thằng ba con hả? Mỗi thằng ba con đây đây. Đấy, trừ hết rồi mà. May quá, phát hiện ra. Hôm nay phải xoay cho nó sáng. Nó phụt vào tận nhau. Đâu rồi, đâu rồi. Ngọc lên. Con này phải nói quá. Quá nhỉ. Nghe ăn khôn thế. Đấy. Đấy. Con này biết có to này. Ui. Đây rồi. Ui. 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 Cuối cùng tưởng hết rồi vào. Lùng lùng kết hết nó mình. Ui. Cái điện thoại này xoay này. Kinh thật. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đánh queo vào cây ra. Dạ thật. Tham gia. Ui giời. Dạ là mày. Bây giờ chia đủ nhá. Mày láo à. Ui là. Kiếm. Vừa đủ chia. Mỗi hàng ba con. Ui đúng không? Con. Không thể ở chung này à. Đấy. Đấy. Chào mọi người cuối cùng. Đấy. Vẫn thấy một con. Kiểm tra để lại thì bắt đầu phát hiện thêm con nữa cho mọi người. Cứ thấy nghe tiếng nó bì bì á. Vừa bắt được 3 con rồi. Thế bỏ là không chia được. Đây mới là tướng này. Con này mới là con tướng ấy. Đây làm một túi rồi đấy mọi người này. Phát hiện vẫn thêm một ông nữa. Một ông cụ nữa. Ui giời ơi. Mẹ rồi vừa chọc mạnh quá rồi. Vừa kéo luôn. Ui. Kéo vào cổ luôn đấy. Gớm luôn. Kéo ra đấy. Kéo vào luôn. Thôi cho vào đi. Đủ chia rồi đấy. Đủ chia rồi. Đại, vài túi. Chuẩn bị em này. Chia không ai sạch. Từ nãy giờ ông cứ. Thôi cứ cho hẳn vào túi đi. Cho hẳn vào túi đi. Cho kiểu này. Nó cắn chết đấy. Con này to phết đấy. Nhìn. Con này to. To. Đầu đàn. Khôn. Thật. Lúc ở trong đấy, có khi vẫn còn. Có khi vẫn còn á. Phải lấy thải xoay. Xoay vào trong cái rễ cây nó nằm hẳn trong hốc cái đây. Mẹ sợ thật. Hình như gốc cây mục này khá là gốc cây to ấy mọi người nhé. Nó chết đi rồi xong nó lại lên mầm đây. Và cái mầm của nó giờ đã to này rồi này. Anh em liệu 2 năm nữa nó lại chui vào đây. Nó làm ủng luôn. Có chứ. Nó quen có sự bình thường. Quen vẫn vào quay lại chỗ cũ nữa. Điểm nó có hơi nó vẫn chiến đấu bình thường. Đây để em lấy điện thoại em xoay nó đẹp. Quay lại hơn nữa xem. Thế còn gì nó mẹ biết đâu là lại vẫn sót sao. Ừ. Đấy. Bật cả flash lên nó mới ấy. Các cậu vẫn loanh quanh đây thì biết đâu được. Xoay xoay ở phía bên trong ấy. Flash đâu rồi. Còn lát được rồi, cú mẹ lên sợ rắn tất cả. Nó đớp cho mắt rắn, rơi cả điện thoại hết rồi. Nó đớp cho mắt phun hết vào tay đây, vứt điện thoại đây. Còn đâu? Nhìn xem nào, em còn đâu? Đấy xoay này, đấy, mọi người nó dễ nhìn. Đấy. Hình như sâu rồi đúng không? Hết rồi. Kịch từ sáng rồi. Mọi người nhá, thì có khi video này thầy trò mình xin kết thúc lại đây để bây giờ tiếp tục đi kiếm thêm đây. Mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình cũng như ủng hộ toàn thể anh em trong team săn bắt ẩn thực vùng cao nha mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nha.